hồi đó thì nhà nào cũng phải có cầu bến chứ, đặng mà xách nước mà đâu có vụ máy bơm đâu, gánh nước không à. Rồi như vậy là mà nhất hạn là tới chiều chiều mà rút giấc chiều mà chứ giấc trưa đồ này ít chút đó, chiều mát mà tối tối thôi sẩm sẩm 5 tới giờ 6 tới giờ vậy đó, là người ta nói lại nha là cái là người nào mà tỉnh thì còn sống chứ không tỉnh là chết ngợp trơn à. Bởi vì lợi là trong khi là cái ông mà rút bị rút là ổng lên mới nói, là trong khi ông tắm mà tắm như mình đứng trên cầu thang cặp bến đi cái cầu xuống rồi tìm cái bậc thang đứng trên đó đang kỳ mình, thì trong khi muốn rút mình là nó gần tới là lạnh dữ lắm, nó gần tới là lạnh chứ không thấy gì trơn à, không thấy trơn là bị dưới nước mà. Như vậy là lạnh tới cái giò mà hôi lạnh như cục đá ha, là ông mới quay ngang là nó rút ổng, thì ông quay ngang ông chụp được cái ở trên ông la làng. Làng thì ở trên này mới ùa chạy xuống chạy xuống không làm sao là tiếp được, mới lấy cây chọt xung quanh cái người tắm đó, lấy cây chọt mấy người già đó mới thấy vậy, ô cây chọt không trúng ở đâu. Hồi đó dâu mình đó, hồi đó dâu là thường là nước lên nước ngập gì hai vụ là bị làm con vụ, rồi bắt đầu cỏ lên cái tới thân nước giật cái guồng cỏ đằng mà cho nó trôi á, lấy dâu mới giạt vòng vòng cái người đó chứ không có thấy luôn, bị nằm dưới nước mà giạt vậy đó. Rồi bắt đầu từ hết lạnh là mới lên thì cái người đó nói là nó nhớt lạnh mà nhớt, lên là gờ cái giò ổng là nhớt không thiệt, nhức nhợt. Mà cái người đó là không có bị cái gì mà nó nắm vô chân hết, nhưng mà lên là nó thấy là lạnh là rút thôi chứ không phải là tay bọng, chỉ là thấy lạnh là rút đi thôi. Mà lo hai tay trên này thì la làng đi, đâu có gờ dưới làm gì. Lấy cây chọt không sức đó. Vậy mà con tưởng đâu ma da là có một cái quyền bí gì, cái tay cái gì nắm chân của người ta lôi đi. Không có, cái này tự động là lạnh thôi, ông kể lại là lạnh thôi. Lên là ông hôi nè, cái giò chưa rửa nè, đâu gờ thử coi, nhức nhợt cái giò. Trời ơi. Bởi cầu bến là dắt chiều là người ta là mấy người phụ nữ là lấy ca ngồi trên xối rửa chứ không dám bước xuống nước. Đúng rồi, phụ nữ mà. Ngày xưa trong phim cũng vậy nữa, thấy không? Ngồi trên là lấy ca múc thôi chứ cái quà tàu không bao giờ mà dám bước xuống. Vậy cái đó là cái chứ đúng là bước xuống sông của ta hụp đã là kỳ biết đã luôn không? Dạ. mà sợ. Như vậy là người ta mới kể lại là lấy sắt, thức sắt của ông lò rèn đó. Dạ. Mà lấy là phải ăn cắp ổng mới được chứ hồi lò rèn nó khó lắm. Dạ. Lấy người ta là liêu lấy cái sắt lén mà luyện dưới đó là hết lợi chỗ mà luyện sắt cái gì chăng bánh cậu là bánh giang bánh giang. Mà trong khi đó lấy cứ phải lấy lén chứ không thôi để là chui gèn nó bị non. Với mấy người mà bị hà ăn đó là lợi đang mà chui đó là còn nắm mắm đưa vô là hết trơn hả, mà đâu có dám lợi, mà ông chữ chết là bị chui non không à. Cái cứ sắt đó là linh nghiệm đó, là luyện cái chân của ấy. Cái đó nghe nói một là cứ sắt, hai là thả ngỗng đúng không? À? Thả cái con ngỗng á, con ngỗng. Con ngỗng thả cho nó ở vùng đồng đó. Con ngỗng là tất nhiên là cái chỗ khó ở là ma quỷ nhiều, ta mới nuôi ngỗng vậy ha. Là cái như là con ngỗng nó kêu là ma quỷ là dù cỡ nào phải để dạt hết. Đi con ngỗng là linh là chứ phải ngon hơn con chó. Có nhiều người ta nói cái sông mà ma da là do cái con bạch tuộc nó rút chân. Không biết cái đó là không biết cái đó thì ông nói kệ đó là cái đó là gì. Cái rút đó đâu phải cái sông bự đâu, cũng vẫn kinh nhỏ này cũng vẫn vô được. Cũng có nghe nói nghe nói cái hồ cũng có. Bởi vì cái dạng cầu nhà cầu bến chỉ chợ vô đâu có sông bự mà vẫn rút như thường. Có người nào chú Tư nghe cái câu chuyện có người nào mà người ta bị rút mà người ta chết luôn không? Chết. Đó. Rút chết luôn. Chết luôn rồi hình hài người ta sao? Chết rồi là thì đúng 24 ngày ấy, đúng 24 giờ là nổi. Cho nó không ăn gì thì nhức nhợt thôi. Cũng vẫn chết bình thường, mày rút mà rút xuống dưới mày sao thở được không chết. Bởi vì mà người bình tĩnh là chụp gác chụp la làng lên là người ta xuống ta tiếp được. Lạnh tới là bắt đầu thủ thế là lạnh liền. Tới là bởi vì cái ông mà lên ông mới kể lại sau này, thí dụ có ai tắm á thì thấy hình lạnh ngắt á, tự động không tự động lạnh á thì trèo lên liền, không là chụp thủ thân đi là ông kể lại cho nghe. Lần sau này đang ngừa trong xóm đang ngừa con kinh đó nhỏ xíu mà nước rồng khi là móc cái chạch mà vẫn rút à.
Rồi sau này có ai bị gì nữa không chứ? Có trường hợp nào nữa không? Thì nói chung ra thì một là cẩn thận trong cái xóm đó, như vậy là ông đó là bị, còn xóm khác cũng bị là chết nữa, có chết nữa. Thì mới truyền ra anh em nói ra là mà xin chức sắc thì cấp chức sắc thảy dưới bến với ai thủ tâm sớm. Vậy thôi. Nó cũng sau này từ từ mới giảm lại bị biết rồi. Nên nó đỡ hơn. Còn giờ không biết thì nó bị nhiều. Gọi ma da luôn á. Ma da. Chứ thì cái con nói ma da chứ ngoài ra là không có thấy hình hài gì hết. Không ai gặp gì hết. Chỉ là thấy lạnh ở dưới nó rút mình thôi. Chứ hoàn toàn là không thấy tay thấy chân gì hết. Như cái giò nó nhớt nhớt. Nhớt gì thôi, đem lên là giò nhớt nhợt. Ví dụ như nó có màu mè gì cái khi mà lên cái giò mà không ta. Thì thấy nhớt 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 vậy đó hả? Nhớt màu đen quá. Ở đây trời mà giờ mà đang mới giật mình bắt tay rớt đột lum gì cả cái gì. Bà chị này bà nói rồi đó, bà gặp nó mà coi nó mừng. Bởi vì mình bà già hồi đó là người già mà sáu mấy tuổi là có biết cái chơi nhiều lắm quá. Đời gì đó. Mà nó con ma da này nó mà chịu mà gịch mình cái mình không đề phòng là chết chắc chứ không được nằm ngon được. Sao nắm kịp. Là mình đứng cái cầu mình mới nắm. Đã đứng trên cái mực thang cầu mà. Thì đó là có vụ đó là có đó. Ma quỷ rồi nhập xác gì ô tố lùa chứ. Đó là con... ngày xưa là cái âm nó rút nhiều hơn cái dương đúng không? Bị cái dạng đó là cõi âm. Cái cõi âm là chết chứ như chức linh hồn chức quan nhiều. Dạ. Con nghe nói bà chị nói đó trong gạch dầu đó đó. Bé mà chôn lén đúng không chứ tôi? Bé mà chôn xác chết lén nhóc. Thì chôn thí bà chứ sao giờ. Hồi đó là ở gạch dầu đó. Hồi đó ông già lên ông kể lại nha. Bên đây là tre không, ở ngoài đó hàng chợ nó có cái nghĩa địa. Thì hồi đó ví dụ mà chết là chết cho xong là nhiều dữ lắm. Bị hồi đó chết thả xong không, ví dụ đâu có chi nã như đời bây giờ. Chết rồi thì bên sông là bên thiệt họ. Bên đây là bên đi tán cư. Thì hồi đó là ông nội lên sớm là ông nhã đó, nhã chủ không chứ đâu có ví dụ mà xã ấp. Làng xã thì có làng đó, làng thì như ông cả ông chủ thôi. Như vậy là ông mới lên sớm là ông mới cho được bề ngang được 10 mét. Như vậy là 10 mét đó là tre đồ không à. Rồi mã mồ gì ta chôn khí bà nội ta chôn dụng dòng chích sình chích túi đem lên đó ta đào ta ém vô đó, đâu có vụ mà làm núm làm mẹo gì đâu, có biết ai đâu mà làm núm. Như vậy là mỗi như vậy là lên là 10 người lên sớm á. Đầu tiên như vậy là cho mỗi một người vậy là một hộ là 10 mét 10 mét. Sau này ta tản cư ở dưới giường ta tản lên đây nhiều quá rồi ở khích nhà. Như vậy là 10 cái nhà đầu là bảo đảm là phải có 10 cái đìa. Bây giờ hiện ngoài bây giờ cũng vẫn còn 10 cái nhà còn 10 cái đìa. Lý do tại sao? Là lý do là móc cái đìa đó dít gánh lên xong mà làm cái nền nó ở chứ hồi đó nó thấp ịu. Nước ngập. Như vậy là bảo đảm luôn 10 cái nền đó là mặt khoảng 3-4 cái nền trong này không có có cút người thôi chứ còn cái nhà của ông nội ra luôn ngoài kế bên ha. Là bảo đảm là ở trên mồ không. Đào mà đào cột chôn dòng đào nhà đó đào cột chôn không chứ đâu có kia tán cái bọng gì. Đào xuống là cặp xương. Cái thờ đó là nhất là mùa nước nổi. Rồi có gò thì ta cứ chôn thấy. Có khi là người ta có cái hàng mà hàng dởm hay là ra ngoài cây người ta cuộc ta để trên đó chừng nào nước giật xuống cái đó gọi là sóc chéo đúng không? Sóc chéo dạ. Thời gian trước cũng có vậy rồi bị nước hài nước lớn lắm như ý là mới nước năm nước lớn rồi mới cất nhà là cũng năm nay vậy là cũng hai mấy năm đó là có hai nhỏ chết đây là không đâu có chôn được phải chạy lên núi chôn núi hả? Dưới chân núi chôn gần chỗ nào mà cả đem cho em chôn là ông cái năm 95 là ông bị đi dân lưới ông chở theo chết chỗ này là ông thấy gió rồi ông chở lại vài người chướng dọc cho lại cái là chết hai đứa luôn là cánh đồng này đó chứ cánh đồng này chết hai đứa luôn hai đứa con như vậy mà đứa nó chết cũng ác lắm nha cái ghe của ông chìm chỗ đó không là hai chồng thoát chết là kế mình cây cầu sóng gió tan rồi đó là mấy thằng soi cá đó tao có đi lặn nữa mà mấy ông mà soi cá đó là tạnh gió mưa tao mới đi soi là đó gông dữ lắm gông như bung súng đi ra là hai vợ chồng nằm trên cây nó rên quá lạnh rồi mấy thằng soi mà sợ ve lại đó có đèn nó gọi thấy trên bóng cây đó là nó đâu dám lợi kêu mà kêu không ra tiếng mà lạnh
cái mới tập trung là nó quắt lại là 2-3-4 thằng, 2-3 chiếc xuồng lại mới lợi gần. Lợi gần thì thấy người nó mới chở gì cho vô đây thì bắt đầu ở đây anh em ta tập trung. Tập trung ra chạy ra ngoài đằng lặng tiếp. Ủy ban nè, ủy ban cũng chạy tắt cá vô đằng lặng tiếp. Lặn gì lặn đâu có được, 4 thước mấy đó, nước đồng này mà 4 thước mấy đó bị chỗ đó vô luôn. Mình lặn đâu được, lợi nhổ buông súng, chỗ nào nhổ thì lặn. Lặn xanh quanh ghe hết trơn nhưng mà không đụng. Như vậy là sáng bữa sau là khoảng 4 giờ thì chủ nhà cũng nôn nóng mà. Mà cái thằng nhỏ mà bà để trong thao đó, gió nó dập là trôi là vô trong này nè, bị vô trước nè. Như vậy là để trong thao là thằng đó nhỏ đó là nổ trước. Thằng trai là thằng sấy đó, là thằng trai thứ hai của ai. Đang đem theo giữ em. Còn nhỏ kia thì ở nhà, ba đứa mà ở nhà đứa giữa. Còn đứa lớn với thằng nhỏ nhỏ. Như vậy là nó kế bên lấy ghe đó. Mà mình mò trong vòng quanh ghe mà không được. Không được. Mà ra sáng ra là lặn cái chân cái ghe, vòng cái ghe mà bề dính. Ngộ không? Tao là mò vòng cái ghe này là mò. Ai cũng đều mò gần gần nó có mình vớt mà không có mà buổi sau lại là mò rồi gần lại ghe nổi kế mình lấy ghe không hiểu nổi luôn hát thì còn lại đứa nhỏ trong để trong thau là nó trôi hơi xa trôi hơi xa ha mà nó nổi sớm